Ngày 19 tháng 2, huyện Xín Mần tiếp tục xuất khẩu 36 tấn củ cải muối sang Nhật Bản và lũy kế đến nay đã có hơn 2.000 tấn củ cải muối được xuất sang thị trường này. Cùng với đó, từ năm 2021 đến nay, huyện Xín Mần đã thực hiện liên kết với công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Misaki để trồng và thu mua chế biến củ cải xuất khẩu. Với cách triển khai bài bản, đến nay huyện Xín Mần đã hình thành vùng nguyên liệu ổn định tại xã Xín Mần, xã Nàn Ma duy trì 30 đến 40 hectare trồng củ cải và có xưởng chế biến tại xã Nàn Ma. Việc xuất khẩu container 36 tấn củ cải muối sang thị trường Nhật Bản tiếp tục đánh dấu sự khởi đầu thuận lợi của năm mới Giáp Thìn năm 2024. Việc liên kết trồng và thu mua củ cải xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản đã và đang được duy trì, mang lại thu nhập cho bà con nông dân từ 80 đến 120 triệu đồng một hectare một vụ. Lợi nhuận cao gấp nhiều lần so với trồng ngô. Từ khi tham gia vào công ty thì là mức thu nhập ổn định. Tôi cũng rất mong muốn là mọi người, bà con cũng sẽ tham gia vào chương trình. Trong thời gian tới, công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Misaki tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển mở rộng vùng nguyên liệu theo chương trình hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân huyện Xí Mần và công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Misaki giai đoạn 2021-2025. Sau sự thành công của cây củ cải thì trong thời gian tới công ty sẽ tiếp tục sẽ phát triển nhiều mặt hàng nữa, đó là cây gừng, cây kiệu trên huyện Xín Mần. Công ty sẽ hỗ trợ giống, vật tư phân bón và kỹ thuật và hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc theo tiêu chuẩn để xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Thông qua mô hình liên kết này đã giúp tổ chức lại sản xuất cho người dân theo hướng an toàn, chất lượng bền vững và liên kết theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến thị trường tiêu thụ. Cấp ủy chính quyền huyện Xín Mần tiếp tục đồng hành cùng các đơn vị doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi nhất, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc khi triển khai các chuỗi liên kết tại huyện Xín Mần. Chúng tôi tiếp tục là ngoài cái sản phẩm củ cải thì chúng tôi đang tiếp tục triển khai cái gừng châu, rồi củ kiệu và cái chè măng Bát Độ. Như vậy là chúng tôi sẽ phấn đấu là có 4 cái sản phẩm để sang cái thị trường Nhật Bản. Còn đối với các doanh nghiệp khác ấy, thì chúng tôi vẫn tiếp tục thu hút đầu tư trên cái cơ sở là các cái chính sách của tỉnh và đặc biệt là cái sự chuyên cần giúp đỡ của các cái cán bộ công chức của huyện để làm sao mà doanh nghiệp đến với Xín Mần tiếp cận được với lại các cái nguồn lực, rồi đất đai, rồi lao động và các cái điều kiện khác để nhanh chóng hoàn tất các cái thủ tục. Cái được lớn nhất thông qua việc liên kết sản xuất chính là làm thay đổi nhận thức của người dân từ sản xuất nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ sang kinh tế nông nghiệp hiệu quả cao, đồng thời tạo thêm việc làm cho nhiều lao động, nâng cao thu nhập và xóa nghèo bền vững.